Hiện tại con đã ngoài 70 tuổi, mới tiếp xúc với Phật Pháp Theravada. Con nhận thấy con nghiệp nặng nề với gia đình, cụ thể là con cái. Kính xin sư chỉ dẫn giúp con cách tu tập để giảm bớt nghiệp và nợ với con cái. 70 tuổi rồi thì phải biết buông, lo thực hành cái việc tu của mình. Cái nghiệp mỗi chúng sanh có nghiệp của mình có nghiệp của mình, họ có nghiệp của họ. 70 tuổi thì mình phải biết lo thân của mình nha. Con cái thì nó cũng đã đến tuổi trưởng thành. Nói một cách nghiêm túc thì sướng hay khổ, vui hay buồn, giàu hay nghèo thì bản thân vị ấy phải tự lo lấy. Không thể nào bắt một bà cụ 70 tuổi mà còn phải lo cho mình. Bởi vì một bà cụ 70 tuổi, cái việc mà vị ấy cần phải lo là lo chính bản thân họ. Người ta không bắt mình lo, không bắt con cái lo cho mình khi về già thì thôi, mà còn bắt mình già cả 70 rồi còn phải lo cho người ta nữa, thì cái lẽ nào là như thế? Khi mà hiểu được điều đó, biết thương mình thì phải tự lo cho mình. Còn con cái sướng khổ như thế nào thì con nghiệp lo. Nó có một câu là tử tôn nhi hữu tử tôn phúc, mạc hữu tử tôn tác mã ngưu. Tức là con cháu có phúc của con cháu, đừng vì con cháu mà làm thân trâu ngựa. Còn việc mà quý vị á, tu là tu như thế nào? Thứ nhất là mình tạo phước bằng cách mình bố thí. Hai là mình giữ giới. Ba là mình hành thiền. Đó. Rồi nếu được thì mình có thể vào chùa xuất gia làm công quả, rồi tiếp tục giữ giới, thực hành thiền. Sau đó là chỉ có hít thở và chờ chết thôi. Chứ còn giờ này không còn phải lo cho con cháu nữa.